Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình trong ngày hôm nay. Và mình chính là người kể chuyện KSD. Và bây giờ, mình sẽ kể cho các bạn nghe lý do vì sao mà có một số công việc các bạn không nên làm vào lúc 3 giờ sáng trong thế giới Minecraft. Và câu chuyện được diễn ra như sau. Ok, và có vẻ như bây giờ đó hả, chúng ta đã gặp phải một con sông trong thế giới Minecraft ngày hôm nay rồi. Và nếu như bây giờ đó hả, mình băng qua con sông này thì mình sẽ tới được một khu vực đồng bằng. Mình nghĩ rằng là ở khu vực đồng bằng này sẽ có nhiều thứ để mình khám phá đó. Được rồi, đi thế nào? Các bạn ạ, ngày hôm nay đó nha, mình đang sinh tồn ở trong một cái thế giới Minecraft mới đó các bạn ơi. Bởi vì mình nghĩ rằng hả là ở thế giới cũ á, mình thấy có quá nhiều những điều kỳ lạ, bí ẩn và kinh dị luôn á. Cho nên là một lần nữa ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục thử xem vận may của mình liệu có phải là một cái vận may cực kỳ xui xẻo hay là không. Liệu cái thế giới Minecraft ngày hôm nay mà mình chơi các bạn ạ, có phải đó hả là một cái thế giới kinh khủng hay là kinh dị hay không? Chúng ta cùng nhau đón xem nhé. Và có vẻ như là bây giờ mình đã gặp phải được một ngôi làng trong thế giới Minecraft này rồi. Và hold on a minute, mình vừa thấy cái mà mình không nên thấy đó các bạn ơi. Đó chính là một cái bản thông báo trong thế giới Minecraft. Thì cho bất cứ những ai mà chưa biết đó nha, những cái bản thông báo ở những ngôi làng trong thế giới Minecraft đó các bạn ơi, là những cái bản thông báo cực kỳ kinh khủng luôn. Bất cứ ngôi làng nào mà có bản thông báo, điều đó có nghĩa là cái thế giới Minecraft đó hoặc là ngôi làng Minecraft đó đang ẩn chứa một cái gì đấy mà chúng ta không được phép biết, hoặc là một thứ gì đó không sạch sẽ đang ám ảnh ngôi làng này. Được rồi, bây giờ để mình tới đó nha, và để mình đọc thử xem các bạn ạ, là cái bản thông báo đó ghi cái gì nha. Và có vẻ như đó hả là cái bản thông báo này cũng khá là ngắn gọn thôi. Mình thấy chỉ có duy nhất đó nha, một cái biển à. Nó ghi là hãy nghe lời người bản địa để có thể sống. Hả? Hãy nghe lời người bản địa để có thể sống có nghĩa là sao nhỉ? Thật sự đó nha, đây là lần đầu tiên mà mình nghe được một cái câu nhắc nhở mà nghe có vẻ khá là kỳ lạ và vô tri như vậy đó. Tại sao lại phải nghe lời người bản địa? Vậy người bản địa ở đây là ai các bạn? Hay có khi nào đó nha, người bản địa ở đây các bạn ơi, đó chính là cái ông dân làng trong thế giới Minecraft ngày hôm nay nè. Mình nghĩ là như vậy á. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình thấy rằng đó nha, là có vẻ như các ông dân làng này các bạn ơi cũng đều là những ông dân làng bình thường thôi à. Và ngôi làng này đó hả, cũng là một ngôi làng bình thường. Và khi mình bước vào ngôi nhà này thì cũng chỉ là một ngôi nhà mà chủ yếu đó nha, là một ngôi nhà bình thường thôi, không phải là nhà họp hay gì cả. Nhưng mà có một điều mình đang để ý á, là cái ngôi làng này nè các bạn ơi, mình thấy rằng đó nha, là không hề có một cái cây nào nằm xung quanh nó cả. Ý mình là cái ngôi làng này nè chỉ là một cái ngôi làng á, mà kiểu như á là nó nằm giữa một cái đồng bằng mà thôi. Và xung quanh ngôi làng này nè không hề có một cái cây nào luôn á. Vậy có nghĩa là sao nhỉ? Bởi vì thông thường những ngôi làng mà nằm trên đồng bằng như thế này nè sẽ phải có một hai cây kiểu như là được spawn ra ở trong ngôi làng, hoặc là gần ngôi làng kế bên những ngôi nhà đó. Nhưng mà ở ngôi làng này nè không hề có một cái cây nào luôn. Đó các bạn thấy không? Cái cây xa nhất ở nhà thì cũng đã nằm phía bên ngoài ngôi làng rồi, chứ không nằm bên trong ngôi làng nữa. Được rồi. Mà bây giờ hả, mình thấy rằng đó nha, là mình hiện tại cũng đang rất là thiếu gỗ các bạn ơi. Để mình đi chặt gỗ đi, để coi xem các bạn ạ, là liệu nha, khi mình chặt gỗ thì sẽ có vấn đề gì hay là không nha các bạn. Để chặt gỗ thử coi xem như thế nào. Ok, một cái, hai cái nè. Rồi lượm tiếp các bạn ơi, lượm gỗ hết đi các bạn ạ. Và hả? Ủa? Cái gì vậy? Tại sao tự nhiên mình đang chặt gỗ các bạn ơi? Mình lại nghe thấy tiếng nhân làng với các bạn. Ủa? Cái gì vậy? Kỳ lạ thật sự luôn á nha. Và ôi kỳ vậy. Ôi giật cái mình, cái ông dân làng này sao tự nhiên đó nha, ông đứng sau lưng tôi rồi ông kêu tiếng ỏ, cái tôi hết hồn giật mình luôn á. Ông làm gì vậy ông dân làng ơi? Ông sao vậy? Mặt ông sao vậy? Sao ông sợ hãi vậy ông dân làng? Trời ơi, đang chặt gỗ không, ông hù cái muốn chết luôn à. Dân làng, này này, cậu đang làm gì thế? Trời đất ơi, ông nhìn còn không biết sao mà ông còn hỏi nữa. Tôi đó hả, hiện tại đó nha, đang chặt gỗ đó, có vấn đề gì không á, ông dân làng? Hả? Dân làng, chặt gỗ à? Cậu có để ý lý do vì sao mà trong làng không có cây mà chỉ có ở ngoài làng mới có không? Tôi đó nha cũng có để ý vấn đề đó. Nhưng mà lý do vì sao vậy ông dân làng? Tôi có để ý đó hả, là trong làng của ông á nha chỉ không hề có cây mà ở bên ngoài làng mới có thôi. Nhưng mà ông dân làng ơi, ông hả có thể cho tôi biết lý do vì sao mà tự nhiên đó nha chỉ có ở bên ngoài làng của ông mới có cây không vậy không? Không ông dân làng, tại sao đó nha bên trong làng của ông không có cây ông dân làng ơi? Ông cho tôi biết đi ông dân làng. Dân làng, có một vài thứ kỳ lạ với những cái cây trong ngôi làng Minecraft này. Vì vậy tôi nghĩ rằng cậu không nên chặt gỗ nữa đâu. Đặc biệt là vào lúc 3 giờ sáng, nếu không thì chính cậu sẽ gây họa đó.
Hả? Thiệt luôn á nha. Có phải hả là ông đang đùa giỡn không vậy? Chặt gỗ ấy mà thì làm gì có vấn đề gì mà lại gây họa không dân làng? Ông đang sợ tôi đúng không? Trời đất ơi, chỉ là mấy cây gỗ, mấy cây vô chi thôi mà. Ông bị sao vậy ông dân làng? Làm thế quái nào mà chặt gỗ? Ủa? Ông đâu rồi? Các bạn ơi, riết rồi mình thấy đó nha. Cái ngôi làng Minecraft nào mình đi tới á, cái ông dân làng đó hả cũng thoát ẩn thoát hiện á. Kiểu như là không muốn gọi là hả mình biết là các ông dân làng đang nói chuyện với mình hay sao đó các bạn. Nhưng mà bây giờ đó nha, chúng ta phải nên suy nghĩ lại một xíu. Ông dân làng nó nói rằng là những cái cây trong ngôi làng, trong thế giới Minecraft này nè có vấn đề. Và nếu như đó hả chúng ta chặt gỗ vào buổi sáng á, thì có thể sẽ là không sao. Nhưng mà đừng bao giờ, không bao giờ được phép chặt gỗ vào buổi tối. Bởi vì rất có thể đó các bạn ạ, sẽ có chuyện kinh khủng và kinh hoàng xảy ra. Thật sự đó nha, mình không dám tin lắm về cái vấn đề này. Nhưng mà bây giờ để mình thử coi, để mình thử xem lại một lần nữa các bạn, để mình thử chặt gỗ rồi xem như thế nào nha. Nè thấy không, mình thiếu gỗ cho nên là ngày hôm nay mình vào ngôi làng này mình đi chặt gỗ các bạn ơi. Có vẻ như đó nha là mọi chuyện vẫn là bình thường mà. Làm sao làm gì có vụ mà chặt gỗ mà có chuyện kinh khủng xảy ra cơ chứ. Thôi được rồi, vậy thì nếu như đó hả ông dân làng kia nói là mình không nên chặt gỗ lúc 3 giờ sáng, thì bây giờ để biết được sự thật này chúng ta sẽ phải chờ đợi tới 3 giờ sáng các bạn ơi. Bây giờ nha, mình đó hả sẽ núp trong căn nhà này và chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi thử xem các bạn ơi, là liệu á vào lúc 3 giờ sáng á khi mình đi chặt gỗ thì sẽ có chuyện gì xảy ra nha các bạn. Rồi hãy chờ đợi nào các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình nhìn ra phía bên ngoài đó nha. Có vẻ như là trời đã tối rồi nè. Để mình mở cửa ra coi thử coi. Và mặt trăng. Ok, hiện tại đó nha, mặt trăng đang ở hướng này. Điều đó đồng nghĩa đó nha là đang chuẩn bị là 3 giờ sáng trong thế giới Minecraft đó. Và bây giờ mình sẽ phải thử nghiệm xem là liệu nếu như mình thật sự chặt gỗ trong thế giới Minecraft lúc 3 giờ sáng thì thật sự sẽ có chuyện gì xảy ra. Bởi vì đó nha, đây là một công việc hết sức bình thường luôn mà mình tin chắc rằng là tất cả những layer trên Minecraft dù mới hay cũ cũng sẽ đều phải làm việc này. Vậy thì chặt gỗ vào 3 giờ sáng và vào buổi sáng các bạn ơi thì sẽ có gì khác biệt nhau cơ chứ? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Nhưng mà tại sao bây giờ khi mình đang chuẩn bị cầm rìu và mình ra ngoài mình chặt gỗ các bạn ơi, thì mình lại thấy các ông dân làng đang đứng ở bên ngoài cửa sổ và hình như đó nha là các ông dân làng đang sợ hãi và nhìn mình đó các bạn. Kiểu như nói rằng các bạn ơi là cái thằng điên này tính làm gì vậy? Tại sao nó lại cầm một cây rìu ra ngoài vào ban đêm? Bộ nó tính chặt gỗ hả? Kiểu vậy đó các bạn ơi. Nè các bạn thấy không? Ở đây một ông dân làng đang nhìn, hai ông và ba ông đang nhìn nè các bạn ơi. Nói chung nó nha là rất nhiều những ông dân làng đang nhìn mình luôn á. Thì được rồi, bây giờ các bạn ạ, chúng ta hãy cùng nhau chặt ra cây gỗ đầu tiên được các bạn ơi. Để coi xem nó nha là liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nha các bạn. Rồi, bắt đầu nào. Và... Ủa cái gì vậy? Hả? Ủa? Các bạn ơi, các bạn có vừa thấy cái gì không? Tự nhiên hồi nãy mình vừa chặt cái cục gỗ ở giữa các bạn ơi, thì sau lưng đó nha, giống như đó hả là có một sinh vật sống, giống như là một sinh vật cây cối các bạn ơi, xuất hiện đó các bạn. Và nó nhìn mình, hắn ta nhìn mình các bạn ơi. Và sau đó hắn ta biến mất. Cái quái gì vậy? Vậy là thật sự, nếu như chúng ta chặt gỗ trong thế giới Minecraft vào lúc 3 giờ sáng thì sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra với chúng ta hay sao? Đó các bạn có thấy không? Chuyện kỳ lạ vừa xảy ra kìa. Oh my god, rốt cuộc là có chuyện quái quỷ gì vậy trời? Từ từ. Mình nghĩ rằng nó nha là hồi nãy đó hả, chắc chỉ vừa là một cái lỗi game mà thôi. Rất có thể các bạn ơi là mình vừa bị hoa mắt đó các bạn. Bây giờ để mình làm lại nha. Nè, để mình chặt gỗ đó các bạn thấy không? Đó, và lần này có vẻ như đó nha, khi mình chặt gỗ các bạn thì không hề có chuyện gì xảy ra cả. Mình không hề thấy cũng như là không có nghe được bất cứ cái tiếng động ác quỷ kinh khủng nào hết trơn hết đó. Vậy tại sao hồi nãy tự nhiên khi mình chặt gỗ mình lại nhìn thấy được cái bóng dáng một ai đó ác quỷ vậy ta? Trời đất ơi, mọi chuyện càng ngày càng trở nên khó hiểu rồi đó. Thôi được rồi, bây giờ để mình chặt gỗ tiếp đi xem như thế nào nha. Chặt gỗ thôi nào, chặt gỗ thôi. Và ơi các bạn ơi, các bạn có nghe không các bạn? Lần này đó nha, khi mình chặt gỗ đó hả, thì mình nghe thấy cái tiếng kêu la, không rõ tiếng gì luôn á nha. Nhưng mà cái tiếng này các bạn ơi, giống như đó nha là một cái tiếng ác quỷ kinh dị từ quái vật gỗ vậy đó các bạn ơi. Thôi chết rồi,
Hay có khi nào là hồi nãy mình không hề nhìn lầm, mà thật sự các bạn ơi, là mình đã nhìn thấy một con quỷ gỗ các bạn. Mình nghĩ là như vậy đó các bạn ơi. Cái gì vậy trời đất ơi? Từ từ. Mình bây giờ các bạn ạ, mình phải bình tĩnh lại để mình chặt nốt luôn cái cục gỗ này xem như thế nào nha các bạn ơi. Mình nghĩ rằng đó nha là không xảy ra đâu các bạn ạ. Và chặt hết rồi các bạn ơi. Và ủa cái gì vậy? Ôi, các bạn thấy không các bạn ơi? Các bạn có thấy không vậy? What? Cái gì vậy? Đó. Mọi người có vừa thấy không? Hồi nãy đó nha, khi mình chặt gỗ xong thì tự nhiên ở trên cao các bạn có một đôi mắt màu đỏ nhìn mình á. Đúng không? Rồi mà rõ ràng luôn là cái hình bóng đó đó nha, cái con người gỗ đó, con ác quỷ người gỗ đó các bạn ơi, rất rất giống như cái con người gỗ hồi nãy mà mình vừa chặt gỗ mình thấy nó liền đó các bạn. Đâu để mình nhìn lại coi. Và ủa, bây giờ nó lại biến mất rồi các bạn ơi. Thôi chết rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Trời đất ơi, mình không nhìn nhầm hay sao? Mình có nhìn nhầm không các bạn? Cái gì vậy trời? Một cái sự đáng sợ thiệt sự luôn á nha. Đây là lần đầu tiên mình bị hù như vậy luôn đó. Và hứa cái gì đây? Ôi các bạn ơi, bây giờ nó xuất hiện sau lưng người các bạn ạ. Và nó là quỷ gỗ sao? Nó chết đi ơi. KSD đã bị giết bởi Demon Tree, có nghĩa là cây quỷ đó các bạn. Đừng bao giờ chặt gỗ lúc 3 giờ sáng. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về việc lý do vì sao mà đôi khi những việc làm buổi sáng bình thường của các bạn trong thế giới Minecraft rất có thể sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng và kinh dị nếu như các bạn làm lúc 3 giờ sáng. Ví dụ ngày hôm nay đó chính là việc chặt gỗ. Chặt gỗ vào buổi sáng có thể sẽ rất là bình thường. Tuy nhiên, nếu như các bạn chặt gỗ vào lúc 3 giờ sáng, vào lúc giờ giấc của ác quỷ, thì những cây gỗ đó sẽ sống lại và trả thù các bạn. Vì vậy lần sau, hãy cẩn thận khi chặt gỗ vào buổi tối nhé. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì đừng hoảng sợ và hẹn gặp lại. Falling, I'ma keep on falling.